nay mình lên tỉnh biên mình mua mấy trái này cho mấy thằng nhóc nó cạp. Thuốc nốt tỉnh biên nha. Bà chỉ đang chặt. Trái 15 ngàn được 3 muối. Đây. Cầm để đứng lên. Trái thuốc nốt á, trái thuốc nốt tỉnh biên mình đặc sản. Cầm để đứng lên đó em. Đây trái còn bên đây là đường. Đường rồi gì thạch hả? Cái này là tháng sẵn hay gì vậy? Thạch, cái này thạch, rồi bên đó là nước, chai nước kìa. Nhớ không? Quá trời chai nước thuốc lốt. Ồ, chai nước. Nước thuốc lốt nó ngon lắm, nguyên chắc ngon lắm. Cái này, cái này. Dạ, cái này là. Cái đó thuốc lốt ghim á. Cái đơn khủng gì là 100 ngàn. Ghim như thạch vừa vậy đó. Cái này chỉ chặt chỉ lấy cái ra nè. Cái muối này nha. Đó. Đẹp không? Này mua về cho mấy thằng nhóc nó cạp bằng găng. Cái găng nó cạp. Để mình ăn thử nha. Quá ngon. Trong có nước, dẻo dẻo. Ngon. Chấm hết luôn hả? Quá ngon. Hello, xin chào cả nhà. Chào nhà nha. Ơi, bữa nay anh nóng lên núi à. Đụng được mấy trái này về như là chém ăn cục á. Chém ăn cục bự gì vậy trời? Đâu ra chém ăn cục bơ, to trên núi tôi biết nè, là trái dừa khô núi. Cái gì? Còn này là giọt nước mắt quê hương nha cả nhà. Mày tóp lại mấy trái này, mấy trái nào biết tao ăn coi. Trời ơi, mấy giờ dẫn đi chơi với mày thôi, chứ trái này là trái thuốc nốt, chết thiệt à. Còn cái này là nước thuốc nốt nè, chờ 7-7-4-9 giờ mới có. Vậy là trái này ăn được đúng không? Mày cho mấy chỉ thử cho tao ăn thử đi. Đó giờ mới ăn. Giờ mà trái này trẻ sao ơi? Muối nó đâu? Để tao trẻ cho, tao biết nè. Đố của nhà biết này là cái gì? Này mình chặt khúc nốt mình thấy trải qua nhiều giai đoạn lắm. No, 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 no. 3-34 cm. Phải tập trung coi tao đo hút nốt nè, để mốt qua học theo. Đồ đu. Đua nè, ăn chấm nước xin một cà khe. Mấy trái này cực khổ quá. Không biết ăn có ngon không nữa. Chắc có đó. Có con mày sắt có ngà lên sầu ben. Đây nghe nhà, mình chỉ cái nhà cách chặt hút nốt mà không ngay muối nè. Nó có cái lần này cái nhà cứ canh theo nó chặt. Đúng là nó sẽ không dính hút nốt. Wow, chặt hút nốt phải còn kỹ cực lắm sao, tao mới biết luôn. Trời ơi, tao trên núi tao ăn mấy cái này quả gì, tao không biết thôi chứ tao cạp không luôn. Wow, ăn hút nốt còn mới cạp nữa hả? Kỳ lạ thiệt. Giờ mình sẽ khui nước hút nốt để review nha. Thơm. Thơm. Đặc sản miền Tây mà. Trời ơi. Bọt không luôn. Mình sẽ chế ra cho mấy anh em mình thử. Đẩy lên, đẩy lên. Rồi. Uống này tới mai luôn rồi. Rồi trời. Uống dễ xỉn lắm á nha. Vậy mình thử review cho mấy mày thử nha. Uống như sữa vậy á. Phải không? Thiệt ơi. Nó ngon. Miếng nữa nha. Ngon quá. Để mình uống mình về phiêu thử nha. Mùi uống nó cứ hăng hăng à, ngọt ngọt nè, khai khai nè. Nói chung là ba mùi nó hợp lại kỳ lắm. Nè thử đi. Không được chứ cái tao không tệ. Cũng được. Y chang ngủ. Nha. Ngọt ngọt. Nó uống như là có sữa chấm vậy. Ôi, nó nghe mùi rượu. Ta chuẩn bị say rượu rồi đó. Rồi rốt cuộc nước này ngon hay dở? Ngon không? Ngon. Đây mình chặt cho cái nhà coi nha. Vậy mày học giống tao được chưa? Được rồi. Ok chặt đi. Rượu. Ôi là tới đây chảy nè. Chảy ra chảy ra.
Chai tách vỏ. Wow. Wow. Gột như vô nước vậy. Đại gia Phúc chỉ nghe hay ha, không nghe muối luôn. Để tôi đọt rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy là ăn hả tụi mày? Ừ. Trời ơi, tụi mày biết ăn gì? Tụi mày phải dành từ từ nè, cho nó vô tới bố mình tụi mày mới ăn được. Ờ. Đó. 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 Đấy, tụi mày thấy ngon chưa? Wow, đúng là cái người trên núi chặt có khác. Dạ dạ. Cho tao. Ừ. Nè, xong rồi nè. Khuôn mặt á. Đưa tao. Đâu, tụi mày thử review cái ơi. Ok. Thôi giờ mình cũng tách của mình luôn. Dạ. Ra được luôn. Cho mày cái vỏ này ăn đi. Cặp nguyên này luôn đúng không mày? Không, cái đó là vỏ đó. Dở hả? Từ ra. Ê, có nước rồi. Cấp đi. Ngọt, ngon. Ngọt, ngon. Bổ dưỡng. Sắp gà rồi, sắp gà rồi. Mở nhà miếng nha. Mở cái nhà miếng nha. Miếng ngọt. Ở trong có nước rồi. Đã. Nó da sừng sực làm sao ta? Nhai vô có sừng sực. Tụi mày ăn rồi mày thấy giống cái gì dưới quê mình không? Giống gì? Dừa nước. Nước. Đúng rồi. Mà cái này nó bự hơn dừa nước. Ăn cũng ngon hơn dừa nước nữa. Nói chung là nó là 1 9 1 10 dừa nước á. Cảm giác thật là vô mốt. Đỡ quá Pepsi ơi. Cái này phải là đã quá thốt nốt ơi. À con à. Nước. Nước không. Quá đã. Để mình chỉ là ăn là một cái ống nốt mình cũng 3 muối nè. Ăn cũng no. Rồi muối nó bự. Nó chọn quay chỉ có 3 muối à. Ừ. Tưởng đâu nhiều lắm. Nè giờ mình sẽ chỉ lại nha. Đâu, nè cái này nè. Có 3 cái màu. Nè cái màu này cái nhà canh nó chặt xuống là không dính nốt nốt. Còn bên đây cũng vậy luôn. Có cũng có một cái màu. Cái nhà cứ chặt theo là vậy rồi. Ngay đây ha, ngay giữa cái màu này phải không? Ừ. Đó, chặt xuống. Chặt xuống. Là không dính rồi. Wow, hay ha. Đây tao gót thêm một miếng nước nốt nữa. Rồi. Cái nhà muốn ăn hút nốt ngon á thì cái nhà bỏ lấy ly nước đá nè, đổ nước hút nốt vô rồi bỏ miếng hút nốt vô, ăn cái giòn gụm luôn. Ăn thử miếng hút nốt rồi, hút nốt lặn rồi. Sao? Sao? Giòn. Hết rồi hả? Ừ. Còn miếng nữa kìa. Nó ăn trần thân quá à. Dạ. Đúng luôn. Cái mày nè. Còn mới ra. Còn mấy. Review thử coi con mấy mày nó đúng không. Ừ, trời ơi. Dài dài, mềm mềm. Giòn giòn, sực sực. Ăn như chuối. Ôi, giờ có miếng ruột chuối nữa, hết sảy rồi. Giờ có 5 chiếc hút nốt nè, rồi chia mỗi thằng trái nè, cạp nè. Cùng nào à, ăn cạp hết được 50 ngàn. Cạp trái giỏi nhất. Tại như này, ủa, mà gắn cỏ gì mà cạp được chá. Gắn gì trời. Để gắn con cá mập cạp với đứt á. Nó chỉ gắn người với cạp mới gắt đi gắn ra luôn. Ờ, tự nhiên ăn có con muối hút nốt mà nó no ốc luôn á. Trời, mình đã review mấy trái hút nốt tới đây rồi. Giờ mấy nhà cũng biết cách chặt, biết cách ăn chưa? Chào mấy mình đó, xong rồi nha cả nhà. Clip bên đây cũng dài rồi, cả nhà xin mình xin kết thúc clip tại đây nha. Nếu như cả nhà thích mình hãy cho một like, một share, một đăng ký, nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye.